Hôm nay nhà tôi lại có hai người thao thức. Trời ơi, không biết cái gì mà mẹ tôi rủ chị tôi lại, hai người cứ trông ngóng cả đêm. Phải, nó dữ lắm mà. Mẹ ơi, mấy bạn có nhớ về cái cây thông tuyết triệu view của tôi không? Thì lần này tôi đã mua thêm người tuyết và ông già Noel. Xong rồi đợt trước mấy bạn khen Happy dễ thương quá chừng luôn. Đợt này mình về Bình Dương mình quay tiếp cho mấy bạn coi nè. Mấy bạn hay hỏi mình là mua cái này ở đâu thì mình có để ở phía trên nha. Ôi, đợt này mình mua ông già Noel và người tuyết, mình không có biết mở bung ra. Tới cái khúc mà nó nở bông lên rồi mình mới biết là mình làm sai rồi mọi người. Bởi vậy ta nói qua ngày hôm sau nó cũng nở, nhưng mà nó nở không có đục đều và đẹp như là cây thông. Nhưng mà kể cũng xinh ha. Dạo gần đây thì người ta làm đủ hình đủ kiểu hết, nhìn thích con mắt lắm kìa. Có bạn nào muốn mình quay Happy nhiều nhiều không nè? Đây là công thức nước chấm cực kỳ là đặc biệt của chị Năm nha. Vào một ngày đẹp trời thì chị Năm dắt tôi đi chợ đã mua được mấy ký càng cua đồng. 155.000 một ký á mọi người. Không biết là có rẻ hay không mà tôi cũng lần đầu được ăn càng cua đồng cho nên rất là khoái chí. Sau khi mà đã luộc chín rồi thì bây giờ tôi sẽ đi đập hết mấy cái càng này ra nè. Và theo như mẹ tôi làm thì đây sẽ là một cái chén nước chấm cực kỳ là ngon và đặc biệt nha. Dành cho bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ cần 200g ớt nè, 3 muỗng đường, 3 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng bột ngọt và 3 muỗng sữa đặc. Đó, nhìn nó mà lem không nghe. Sau đó các bạn sẽ cho thiệt là nhiều ớt vào trong này nha. Mình khuấy đều các hỗn hợp này, bạn nào kỹ thì mình mang đi chân cách thủy, còn không thì cứ bỏ tủ lạnh cho nó sền sệt vậy là ăn thôi. Ta da, nhìn cái dĩa càng cua của tôi, các bạn có cảm thấy mờ lem không nè? Mấy bạn nhớ thả tim cho chị Năm để lãnh được cái máy làm bánh mì nha mọi người. Nhớ là hashtag ăn cùng TikTok, I love you bạc bạc mãi yêu mọi người. Chúc các bạn ăn ngon miệng nghe cái chén nước chấm thần sầu của tôi.